Elena vì giải cứu thế giới chủ động gả cho công tước quái vật. Nhưng đã 2 tháng trời ngay cả sợi lông của chồng cô cũng chưa động được. Cô đã thử đủ các cách rồi, kết quả bất luận là mỹ nhân kế hay là lén lút tấn công vào nửa đêm, thậm chí cưỡng ép ngã nhào vào anh, Hút vẫn giống như khúc gỗ vậy, hoàn toàn không chút động lòng. Điều này khiến Elena vô cùng cạn lời. Đột nhiên xuất hiện một con ong vỏ vẽ, Elena bị dọa toàn thân muốn chạy, nhưng một viên đá đã làm cô vấp ngã. Chính vào lúc này một cánh tay đỡ lấy cô từ phía sau. Cô không sao chứ? Người đàn ông trông rất đẹp trai, đặc biệt là nụ cười của anh ta. Nhưng không biết vì sao cánh tay đỡ cô phía sau lại làm cô cảm thấy ớn lạnh. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, Elena liền vội vàng rời đi. Quay về phòng, Elena vẫn rất để ý đến người đàn ông lúc nãy. Nghe ngóng từ tỷ nữ biết được người đó thì ra là nhị công tử của nhà công tước. Bình thường đối xử với người khác dịu dàng hòa nhã, là công tử giàu có rất nhiều tiểu thư muốn gả, nhưng cho đến nay anh ta vẫn duy trì độc thân. Điều này càng khiến Elena nghi ngờ. Vậy cô cảm nhận được luồng ớn lạnh đó là làm sao? Bảo tỷ nữ chạm vào cánh tay của mình nhưng vẫn không có cảm giác lúc đó. Không lẽ là bởi vì giới tính sao? Trong vô thức cô lại nhớ đến tên ngốc kia, không còn cách nào khác mang vẻ mặt nghiêm túc xông vào phòng làm việc. Cảm giác bản thân thật mất mặt, rõ ràng đang giận anh lại không thể không đến tìm anh. Có thể đưa tay của anh cho em mua chút được không? Út vẻ mặt nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay ra. Tay trái của Elena từ từ để vào lòng bàn tay của anh, quan sát chi tiết trên dưới. Hút bị dọa một vố, thật bất ngờ cô lại không phản cảm, ngược lại đôi tay nhỏ trắng bóc kia lại rất mềm mại khiến cô rất thoải mái. Elena nhìn vết chai trên tay của Hút, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Dáng vẻ anh luyện kiếm chắc sẽ rất đẹp trai, đặc biệt là cơ bắp chắc chắn kia. Nghĩ đến đây Elena bắt đầu chảy nước miếng. Tay của anh có vấn đề gì sao? Nghe thấy câu này Elena mới giật mình tỉnh lại từ trong ảo tưởng. Nói bừa một loạt bắt đầu tìm cớ. Anh xem, tay của anh rất to rất dày, to hơn tay em rất nhiều, sờ lên rất thoải mái. Hút nghe xong hoang mang vội vàng rút tay về. Elena đưa cánh tay ra lần nữa. Nào, sờ nó đi. Yêu cầu kỳ lạ này khiến Hút có chút không biết phải làm sao. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ kia của cô, Hút vẫn là đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve. Elena vừa cảm nhận vừa chỉ huy, xuống dưới một chút nữa. Dùng thêm tí lực, làm đi làm lại rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy cảm giác chạm vào người đàn ông kia. Đang chuẩn bị thử tiếp nhưng Hút lại lách người tránh ra. Elena thấy bộ dạng của anh liền tức giận, có gì mà ngại chứ, rõ ràng là ôm cô ngủ mấy buổi tối rồi. Tẩm bẩm nói cảm ơn rồi quay người rời đi, đến lúc cửa lớn đóng lại Hút mới từ từ nhìn lên. Không ai chú ý đến khuôn mặt anh lúc này đã đỏ lên từ lâu. Người đàn ông cưỡi lên người cô gái, tay trái vuốt nhẹ mái tóc trắng tinh của cô. Còn chưa đợi Elena phản ứng, Hút liền đổ người lên phía trước cúi đầu hôn lên môi cô. Đúng đúng đúng, chính là thế này, Elena tự mình ảo tưởng đến mức tự phê hưng phấn vỗ vỗ bàn. Hút bên cạnh thấy vậy bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Anh thật sự không hiểu được người phụ này tại sao cứ muốn ngủ với mình. Đã không còn nhớ được bao nhiêu lần rồi, mỗi lần anh nửa đêm tỉnh dậy trên người cứ có cô cưỡi lên. Hơn nữa trên mặt còn kèm theo biểu cảm quỷ dị, Hút thật sự không biết nên làm như thế nào với cô. Thật ra Elena đối với anh vẫn là rất tự tin, đặc biệt là sự xuất hiện gần đây của thầy thuốc Incan Maxon. Không chỉ từng cứu cô còn thể hiện ra thiện cảm rõ rệt với cô. Lão nương quả nhiên rất đẹp, nhưng cô cứ cảm thấy Incan Maxon kia rất u ám, không chỉ là cô tỷ nữ trong dịnh thự cũng có cảm giác như vậy. Chỉ cần có tiếp xúc với anh ta thì sẽ không thể khống chế được mà dùng mình đổ mồ hôi lạnh. Có lẽ đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ đưa ra cảnh báo. Bảo cô chạy nhanh đi. Nghe xong lời này Elena ngây người ra, dù sao cô cũng là công tước phu nhân, nếu Incan Maxon lén lút động tay động chân vào thảo dược, vậy phủ công tước nhất định sẽ chịu tổn thất to lớn. Thế là cô quyết định điều ra Incan Maxon, ngăn chặn thiệt hại cho dinh thự, bảo vệ danh tiếng cho chồng. Từ đó Hút sẽ rất cảm kích, sau đó cùng cô sinh một đứa trẻ. Elena tràn đầy tự tin bắt đầu hành động, nhưng đã điều tra công khai và bí mật 2 ngày, cô phát hiện Incan Maxon không chỉ thân thiện nói chuyện cũng rất lịch sự. Hơn nữa còn vô cùng nhẫn nại, nhìn thế nào cũng không giống tội phạm. Điều này khiến Elena rất đau đầu, không lẽ đều là hiểu nhầm sao? Sau khi dùng cơm xong cùng đi bộ được không? Elena một lời liền đồng ý. Thật ra cô vẫn luôn có một nghi vấn, Incan Maxon mỗi lần đều đích thân đưa thuốc. Đường xa như vậy không cảm thấy phiền phức sao? Nghe xong lời này Incan Maxon hơi sững sờ, bởi vì đối với mỗi người thảo dược đều là thứ cần thiết. Cho dù là nam nữ già trẻ đều có thể dùng nó để giải quyết sự đau đớn, thậm chí là lấy lại sinh mệnh. Vì vậy chuyện giao phó thảo dược này sẽ khiến anh ta sinh ra một cảm giác sứ mệnh. Có phải rất buồn cười không? Nghe thấy lời của Incan Maxon, Elena chỉ muốn tát mình 2 cái. Người lương thiện như vậy sao có thể là tội phạm chứ? Giác quan thứ 6 của phụ nữ quả nhiên đều là ảo tưởng. Không buồn cười chút nào, Elena thần sắc nghiêm túc nói, có thể luôn luôn kiên trì làm một việc có ý nghĩa như vậy. Anh đúng là rất tốt. Chính vào lúc này lại là một cảnh tượng quen thuộc, một con ong vỏ vẽ đột nhiên xuất hiện, Elena bị dọa cho nghiêng ngả. Incan Maxon lại ôm cô vào lòng một lần nữa. Lúc tay anh ta chạm vào cánh tay Elena, cảm giác u ám kia quả nhiên xuất hiện lần nữa. Elena vô cùng cạn lời, tiểu tử này không phải có vấn đề gì đấy chứ? Quay về phòng, những tỷ nữ điều tra ra một điểm nghi hoặc. Mỗi lần sau khi Incan Maxon đến đây đều sẽ có tỷ nữ nghỉ việc. Cung ứng thảo dược mấy năm nay số lượng nghỉ việc tăng lên theo đó. Hơn nữa những tỷ nữ này đều là người vùng khác, người tiếp xúc với bọn họ khá nhiều phát hiện một điểm kỳ lạ. Bọn họ trông rất khó chịu, thường xuyên nôn khan, còn hay lẩm bẩm nói không thể nào. Elena nắm rõ tình hình xong, trong lòng ấp ủ thêm kế hoạch lớn hơn. Đó chính là dụ dỗ anh, vì để sinh 100 đứa con cho chồng, Elena cố ý thả thính người đàn ông khác.
nhưng cô lại không ngờ đến Incan Maxon đó lại là tên cực kỳ biến thái. Chính vào lúc nãy Elena thông qua điều tra, nghi ngờ thầy thuốc Incan Maxon đẹp trai là nghi phạm nguy hại đến phủ công tước. Thế là cô bí quá hóa liều đem theo rượu mạnh gõ cửa phòng người đàn ông. Tôi có rất nhiều phiền muộn muốn tâm sự, có thể uống chút rượu với tôi không? Incan Maxon bị dọa hết hồn nhưng vẫn lịch sự mời cô vào phòng. Vì để xây dựng một bầu không khí ái muội, chuyện đầu tiên làm khi Elena vào cửa chính là kéo rèm cửa sổ lại, thuận tiện rót đầy ly rượu cho hai người. Tâm sự của tôi có chút khó mở miệng, còn anh là người ngoài duy nhất ở đây, vì vậy muốn tìm anh tâm sự nỗi khổ. Nghe xong lời này, Incan Maxon trịnh trọng cam kết, chuyện hôm nay anh ta sẽ giữ kín như bưng. Cùng với sự cụng ly đổi chén của hai người, Incan Maxon rất nhanh đã bắt đầu mê mẩn. Nhìn thấy đức hạnh này của anh ta, Elena cực kỳ hưng phấn. Thông qua từng bước một, cô mới biết được chân tướng, thì ra Incan Maxon chế tạo một loại thảo dược, khiến phụ nữ cho dù không cùng người khác giới làm cái đó cũng có thể mang thai. Hơn nữa thảo dược đã được xác minh trên người tỷ nữ. Nghe xong lời này, Elena kinh hãi ngây người tại chỗ. Lúc này cuối cùng cô đã hiểu vì sao những tỷ nữ kia bị nôn khan, vì sao cứ liên tục lặp lại không thể nào. Nguyên nhân chính là do bọn họ trong tình hình chưa động vào ai mà vẫn mang thai. Incan Maxon lắc lư ly rượu trong tay, cô chắc chắn rất muốn sinh con nối dõi kế thừa chức vị công tước, nhưng lại không muốn mang thai đứa con của quái vật, đúng không? Thật ra anh ta hiểu rõ tâm trạng này, bởi vì thời thiếu niên của anh ta, bố ngoại tình vứt bỏ mẹ con anh ta. Từ lúc đó trở đi, người mẹ vốn dĩ dịu dàng lương thiện đột nhiên trở nên nóng nảy gắt gỏng, hơn nữa vẫn luôn căm thù vì có con trai mang huyết mạch của ông ta. Cho dù là trước khi qua đời, bà cũng vẫn liên tục mắng chửi ông ta. Vì vậy từ lúc đó trở đi, Incan Maxon đã quyết định anh ta phải ngăn chặn những người như anh ta sinh ra có thể mang thai đứa con chỉ mang huyết mạch của bản thân. Đây không phải là nguyện vọng cả đời này của phụ nữ các cô sao? Nghe xong lời này, Elena bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tử này đã không còn là tội phạm đơn giản nữa, anh ta chính là tên biến thái từ đầu đến đuôi. Elena có chút sợ hãi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đứng dậy. Bằng chứng trong tay cô đã không muốn ở lại đây nữa. Chính lúc cô chuẩn bị rời đi, Incan Maxon lại nắm lấy tay cô. Rõ ràng rất có hứng thú với tôi, cô còn tính cứ đi như vậy sao? Nghe xong, Elena sững sờ nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm nói rằng anh uống nhiều rồi. Incan Maxon nhẹ nhàng ve vuốt bàn tay nhỏ trắng bóc của cô. Mấy hôm trước lúc cô và tôi ở cùng nhau, tôi có thể cảm nhận được cô vẫn luôn dùng một ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn tôi. Vì vậy tối nay đừng đi nữa, sinh con với công tước quái vật kia rất đau khổ nhỉ. Chi bằng ở bên tôi, đến lúc đó con của chúng ta kế thừa vị trí công tước của anh ta. Chỉ cần cẩn thận một chút anh ta sẽ không phát hiện đâu. Dù gì mục đích hôm nay cô đến tìm tôi không phải chính là muốn cùng tôi làm chuyện đó sao?